Mệt, mất ngủ, ho và sụt cân trong một thời gian dài, người đàn ông này đã đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư phổi khi có một khối u trong phổi. Lúc này, ông cảm thấy vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ hội chẩn và tư vấn các phương pháp điều trị, bệnh nhân đã yên tâm hơn. Đến nay, sau một liệu trình điều trị, sức khỏe của ông đã ổn định hơn rất nhiều. Triệu chứng là mất ngủ, kém ăn, rồi ho. Khi ấy đi khám thì thấy phát hiện có một khối u trong phổi. Tôi mổ đến giờ là coi như là cái mất ngủ là vẫn rất còn. Còn ăn uống thì đi lại thì bình thường. Vâng, rất khỏe thì nó hồi mổ xong thì có 45 kg. Mà bây giờ lên 54 kg thì nó cảm thấy là vẫn rất phấn khởi. Còn bệnh nhân này phát hiện ung thư từ năm 2020 ở giai đoạn sớm, đã được phẫu thuật và điều trị ổn định. Tuy nhiên gần đây, thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, ông đã đi khám và được phát hiện bệnh tái phát và có di căn. Sau khi làm đột biến gen có dương tính, các bác sĩ đã tư vấn cho bệnh nhân dùng thuốc Zofitinib. Đáng mừng là sau liệu trình điều trị, hiện sức khỏe của ông rất khả quan. Bác sĩ tư vấn cho bản thân là bệnh đã tái phát mà di căn thì phải dùng thuốc liều cao nên là theo yêu cầu. Thì từ khi điều trị này là bản thân tôi thì thấy sức khỏe thấy ổn định. Còn nồng ngược thì từ khi truyền nó điều trị này là không đau nữa. Chứ còn trước khi đó là bị toàn bộ nồng ngược tức không chịu nổi, nằm không yên, ngồi không yên. Các bác sĩ cho biết với bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR giai đoạn sớm thường sẽ được chỉ định phẫu thuật và được điều trị thuốc nhắm trúng đích. Đặc biệt với những loại thuốc đích thế hệ mới nhất hiện nay đã giúp cải thiện việc điều trị cho người bệnh. Với những ca được phát hiện sớm, bệnh nhân có cơ hội sống lâu dài với chất lượng sống tốt sau liệu trình tuân thủ điều trị. Hiện tại thì có hai chỉ định cho điều trị đích trong ung thư phổi, là một là trong ung thư phổi giai đoạn 4, tái phát tiến triển di căn xa có đột biến gen. Hai là chỉ định điều trị bổ trợ sau khi bệnh nhân đã phẫu thuật mà giai đoạn từ 1B đến 3A và có đột biến gen, thì sau khi được điều trị bằng thuốc hóa chất bổ trợ 4 chu kỳ với platinum thì chúng tôi sẽ tiến hành điều trị cho bệnh nhân trong 3 năm với thuốc điều trị TKI thế hệ 3 là thuốc osimertinib. Chúng tôi thấy rằng là hiệu quả rất là tốt và cái thời gian kéo dài, thời gian sống thêm không bệnh. Và cá biệt có những bệnh nhân đến 3-4 năm và ở đây trong khoa chúng tôi điều trị lâu nhất là bệnh nhân hiện tại đã được 6 năm rưỡi. Cũng theo các bác sĩ, liệu pháp điều trị thuốc đích thế hệ mới nhất hiện nay không chỉ cải thiện tốt kết quả điều trị cho các bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn sớm, mà ngay với những bệnh nhân ở giai đoạn muộn hơn và có di căn thì hiệu quả điều trị vẫn rất khả quan, thậm chí có những người kéo dài sự sống sau 5 năm, 10 năm. So với những ngày trước hoặc là chỉ cần 10 năm trở về trước thì đối với ung thư phổi mà đặc biệt là tiến triển tái phát di căn thì tiên lượng sống rất là xấu, thời gian sống thêm ngắn. Tuy nhiên hiện tại thì giờ có thuốc điều trị đích, các cái dòng thuốc thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, rồi thuốc điều trị miễn dịch và một số những cái biện pháp mới khác thì là cái tiên lượng sống của bệnh nhân đã cải thiện hơn rất là nhiều. Không những cải thiện về thời gian sống thêm mà cái cải thiện về chất lượng cuộc sống, về những cái triệu chứng của bệnh nhân giảm rất là tốt, thời gian sống thêm toàn bộ cũng như thời gian sống thêm và cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cải thiện rất nhiều so với ngày xưa. Và vì vậy có thể nói là trong khoảng một thập kỷ trở lại đây thì cái tiên lượng sống và cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân của ung thư phổi giai đoạn 4 đã được cải thiện rất tốt. Liệu pháp điều trị đích với thuốc thế hệ mới nhất đã có dữ liệu chứng minh hiệu quả cải thiện sống còn cho người bệnh ung thư phổi giai đoạn di căn lên đến hơn 3 năm. Đặc biệt, với những bệnh nhân ung thư phổi có đột biến EGFR và có thể điều trị bổ trợ với liệu pháp điều trị thuốc đích thế hệ mới nhất này, còn giúp giảm đáng kể nguy cơ tái phát hay tử vong cho bệnh nhân sau phẫu thuật, kéo dài thời gian sống không tái phát bệnh lên đến 5 năm, thậm chí nhiều hơn, mang lại niềm hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi, giúp họ có thời gian sống mạnh khỏe, ý nghĩa, dài lâu bên người thân và gia đình của mình.